Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, bình an, hạnh phúc và thành công. Hiện tại Hướng Mai đang ở tầng 9 Hướng Mai Center và Hướng Mai hôm nay giới thiệu với quý khách một chiếc bàn thờ rất là đặc biệt bằng gỗ cẩm nai. Đây là một bộ bàn thờ đục hoa sen. Bên trên này thì được những người nghệ nhân đục cuốn thư. Cuốn thư là con cái học hành thành đạt. Còn bên này là hoa sen. Hoa sen là biểu tượng của sự an lạc, hạnh phúc, thoát tục. Gần bồn mà chẳng hôi tanh mùi bồn. Làm cho cuộc sống luôn luôn là viên mãn, đủ đầy, hạnh phúc, an vui và sống một cuộc đời rất là tỉnh thức, chánh niệm. Còn bên này là hai bên gọi là song hỷ thì có hoa mai. Hoa mai là luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Nói lên mùa xuân. Mùa xuân thì là mùa khởi đầu, mùa xuân là mùa của Tết. Mỗi một năm thì bắt đầu từ mùa xuân và mỗi ngày thì bắt đầu từ buổi sáng sớm. Nếu như mà một mùa xuân mà khi cây cối lầy lộc đâm chồi với những cái thiên nhiên thời tiết rất là ưu đãi, mưa phùn rồi thời tiết hơi se lạnh, làm cho cái tinh thần cũng như là cái trí tuệ của mọi người rất là vui vẻ, hạnh phúc. Và mọi người đến với nhau thì đều với những lời chúc tụng rất là cả trân quý nhau. Thì đây là mùa xuân. Nếu mà một năm mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng với lòng biết ơn và cái lời chúc phúc ngọt ngào thì cái năm đấy cả năm đều hạnh phúc. Cũng giống như là một ngày thì bắt đầu buổi sáng sớm. Nếu như mà chúng ta ra ngoài với buổi sáng sớm tràn đầy năng lượng với lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho mọi người xung quanh thì cái ngày đấy cũng là ngày hạnh phúc. Vậy nên là bàn thờ này thì được đục song hỷ và hoa mai để nói lên mùa xuân. Mùa xuân là sự tươi mới, sự bắt đầu, sự khởi đầu và nếu như khởi đầu của mình là hạnh phúc, biết ơn thì cả ngày hôm đấy, cả năm đấy mình cũng sẽ hạnh phúc và biết ơn, thành đạt và có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp. Thế thì khởi đầu mình cũng có thể được lựa chọn là mình có một cuộc đời an lạc, tỉnh thức, chánh niệm và vô cùng là hạnh phúc. Và cái này kèm theo thì có chữ song hỷ, còn bên này thì là có những cái chữ vạn gọi là vạn phúc, vạn lộc, vạn thọ. Ở giữa thì được đục hoa sen. Hoa sen chính là cái sự giác ngộ, sự tỉnh thức, gần bồn mà chẳng hôi tanh mùi bồn, và sự chánh niệm cũng như là một đời người. Thì nếu như mà mình hướng tới hoa sen, một loài hoa rất là thuần khiết, rất là trong sáng, hướng tới sự tu tập thì cuộc sống của mình nó cũng an vui hơn mỗi ngày, sẽ có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp khi mà mình sống chánh niệm tỉnh thức và với lòng biết ơn tràn đầy. Đây là một cái bàn thờ mà Hương Mai rất là tâm đắc với gỗ cẩm nai và kích thước thì rất là vừa xinh, 1m75, rộng 89 và cao 1m27, có thể đặt để vào các ngôi nhà. Nếu như mà quý khách thích các kiểu dáng gỗ cẩm nai này hoặc là cũng có thể bàn thờ này thì rất là đa dạng, có thể để bàn thờ Phật được hoặc để bàn thờ gia tiên. Những cái bộ hoa sen này thì để bàn thờ Phật rất là đẹp, rất là sang trọng, còn nếu mà bàn thờ gia tiên thì là kê vào nhà nó vừa, tức là nó làm cho cái không gian nó rất là thanh tịnh, nó hạnh phúc và khi lau chùi thì rất là dễ dàng. Và đây là một trong những cái bộ bàn thờ vô cùng là đẹp của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai vừa xong trong tuần này. Hướng Mai xin được giới thiệu với quý khách bộ bàn thờ sen bằng gỗ cẩm nai, kích thước 1m75, rộng 89 và cao 1m27. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, bình an, thành công. Quý khách nếu mà quan tâm đến các sản phẩm bàn thờ hãy đến với Hướng Mai Center 9 tầng và đây là để trong tầng 9. Quý khách thấy các video của Hướng Mai hữu ích thì cũng có thể like, comment và chia sẻ. Cũng có thể gọi điện theo số 0912 298044 hoặc 0972 514668. Xin được biết ơn quý khách. Xin chào, xin cảm ơn.